giới thiệu đây là dàn MIDI model là Onkyo 7GX. Thì hiện tại em có phối theo một cái súp điện. Các nào có nhu cầu mua súp điện thì liên hệ em luôn. Còn hiện tại thì em sẽ nói cái giá dàn riêng, cái giá của súp riêng. Các nào muốn mua cả combo gồm có súp và bộ dàn thì em vẫn bán, các nào mua súp lẻ hoặc là cái bộ dàn lẻ đều ok. Bây giờ mình nói về cái bộ dàn trước nha. Model là Onkyo 7GX. Đây em quay gần lo cho các anh xem. Lo cực kỳ đẹp, màn lo bắt màu trắng cực kỳ sang. Mình trưng bày cho phòng khách lẫn phòng ngủ đều ok. Cái bắt lo nó màu trắng như vậy là từ cái sợi tổng hợp rất là bền, về chất lượng đây các anh thấy nè, rất là chắc nha. Âm thanh rất là hay, Onkyo lúc nào cũng vậy. Mặt vàng luôn là phi nhôm cho cái người nhìn vào cái thiết kế của nó vừa sang trọng vừa cao cấp và vừa chất lượng luôn. Phía sau vàng rất là nhiều ngõ để mình kết nối được điện thoại, tivi, máy tính qua ngõ AUX 2 đầu Avera 3.5, hỗ trợ ngõ súp để mình kết nối súp điện rời, chẳng hạn như em đang phối cái súp này đây, và có ngõ optical out cho các anh nào có nhu cầu sử dụng ngõ quang qua tín hiệu out. Còn phía trước này thì dàn full chức năng CD, MD tất cả đều hoạt động ok. Riêng đĩa MD bên em có bán, các anh nào có nhu cầu chép MD theo ý thích thì liên hệ em. Em sẽ chép nhạc theo tên ca sĩ và bài hát mà các anh mong muốn nha. Chiều cao của loa là 28cm, chiều ngang của cả bộ dàn là 53cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20m2. Đây là bộ dàn âm thanh hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm điện. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn thì liên hệ em. FM là 108 bóc full đài Việt Nam mình dò radio trên remote nha. Đây là cái súp điện mà em ghép theo, model là Onkyo SKW-205. Công suất của súp này là 56W. Cái súp này rất là tiện vì sao? Mình có thể ghép với vàng có ngõ súp và ghép với vàng không có ngõ súp đều ok. Chút xíu quay mặt sau sẽ hướng dẫn các anh kết nối. Trên cái súp này mình có thể chỉnh được volume, chỉnh được não pha, chỉnh được cất tầng. Đây là nút mover, volume, mod để tùy chỉnh chế độ nhạc, movie nè, chế độ nhạc là chế độ xem phim tùy mình nha. Ở dưới đây là level boost, tức là mình chỉnh volume. Phía dưới đây là chỉnh đảo pha, tất toàn từ 50Hz cho tới 200Hz. Chiều cao của súp là 46cm, tương đối khá to nha. Mình có thể ghép với dàn mini, dàn trung, dàn đại, tất cả đều ok. Súp này nó có đây, dây dạ, mình mới vừa đụng vào. Wow, em đưa tay lại gần thì nó là 2 bass nha. Súp này tới 2 bass. Em nghĩ nếu mà 2 bass như vậy mình có thể ghép dàn đại, dàn mini, dàn trung, dàn đó ra ok, đều ok đó. Chiều cao 46, chiều ngang là 24, hậu sâu là 33cm. Đây là bên hông của súp. Mình đang nghe đoạn clip test qua đĩa CD nhé. Chút xíu sẽ test MD luôn. Các nào có nhu cầu mua MD thì liên hệ em. Bây giờ mình sẽ test qua MD. Chút xíu nhạc vàng qua tiếng hát Xuân Tiền, sau đó em sẽ test nhạc sôi động rồi quay mặt sau nhé. Chép là chép đơn nên tiếng chép cực kỳ tí tách. Từ đây biết ra sao?
em mà đi này ra nhặt vàng ra và mình cho cái đĩa em mà đi nhặt remix vào. Đây là một cái đĩa mà đi em sẽ chép vào nhạc những cái bài nhạc mà các anh thích. Công suất của amply là 48W, công suất của loa là 140.